Cụ bà 60 tuổi mang thai 3. Lúc sinh con thấy thai nhi không được đảm bảo nhưng được lạc làn đỡ đẻ thành công. Cụ ông 70 tuổi uống đi Clovoxy. Tính mạng bị đe dọa nhưng lại bị lạc làn cướp lại mạng sống từ tay Diêm Vương. Sở hữu y thuật cao siêu. Cô thực ra là nữ tiến sĩ y học từ hiện đại xuyên không đến. Lạc Lan ở cổ đại mở y quán trị bệnh cứu người. Người dân địa phương gọi là hoa đã còn sống. Nhưng Đại Ninh Quốc từ xưa đến nay không có nữ tử nào biết y thuật. Sự xuất chúng của cô khiến thường quý nghi ngờ đối với thân phận của cô. Ngươi nói đi, ngươi rốt cuộc là ai? Mục đích của việc vào Ngọc Vương Phủ là gì? Thủy Lạc Lan thật bị ngươi hại rồi sao? Đối với câu hỏi vô căn cứ của bà ta, Lạc Lan không khỏi cười khổ. Nương nương, chuyện này không bình thường. Cho nên, tôi muốn đích thân gặp mặt Hoàng thượng nghiêm minh chuyện này. Hy vọng nương nương sẽ đồng ý. Nghe cô nói vậy, Thường Quý Phi sắc mặt lập tức trầm xuống. Ngươi không muốn bổn phi thay ngươi ở trước mặt Hoàng thượng cầu xin sao? Nếu ngươi kể cho ta nghe toàn bộ câu chuyện, ta có thể giúp ngươi. Không ai có thể giúp tôi. Lạc Lan trực tiếp từ chối lòng tốt của bà ta. Nghe lời cô nói, mắt Thường Quý Phi tối sầm lại. Bà ta biết Thủy Lạc Lan này là một người khó đối phó. Nếu cô không muốn nói cũng không miễn cưỡng được. Được rồi, hôm nay người đến hơi muộn rồi. Sáng mai lại đi, bổn phi dẫn người đi gặp Hoàng thượng. Tối hôm nay, ngươi có thể tới Đại Ninh Cung nghỉ ngơi. Thường Quý Phi nhảy mắt với bảo mẫu. Bảo mẫu đưa Lạc Lan đến phòng phía Tây. Đến phòng khách, Lạc Lan ngồi vào bàn uống trà. Hai cung nữ canh ở cửa, nhìn như đang chờ nghe lệnh hầu hạ. Thực ra là Thường Quý Phi sắp xếp theo dõi bọn họ. A Cải tức giận tiến lên đóng cửa lại. Rõ ràng là để hai người ở đây canh chừng chúng ta. Chúng ta không phải phạm nhân. Tại sao lại bị họ canh giữ như phạm nhân chứ? Anh Hồng nhíu mày nhìn cô một cái. Nói nhiều làm gì? Từ khi chúng ta ra khỏi cổng Ngọc Vương Phủ, đã bị người ta nhìn chằm chằm rồi. Bây giờ đến Đại Ninh Cung, không có ai nhìn mới lạ. A Cải không đồng ý thì thầm mở miệng. Họ canh ở đây, sao chúng ta có thể ra ngoài thực hiện kế hoạch của Vương Phi chứ? Nghe cô bé này lại nhải. Lạc Lan bình tĩnh mở miệng. Đi, khung cảnh trong hậu hòa viên của Hoàng Cung hẳn là cũng rất đẹp. Chúng ta đi dạo chút. A Hồng hiểu ý liền gật đầu. Vương Phi nói đúng, ra khỏi căn phòng này, hai tiểu nha đầu kia còn không dễ thoát khỏi sao. Lạc Lan tiến đến mở cửa phòng ra. Hai cung nữ ở cửa thấy cô đi ra, nhanh chóng lịch sự cúi chào. Ngọc Vương Phi có gì phân phó? Không có gì, ở đây hơi chán. Đi dạo một chút, nương nương có lời, xin Ngọc Vương Phi ở đây nghỉ ngơi thật tốt. Bổn Vương Phi không mệt, muốn ra ngoài đi dạo. Để lại lời này, cô bước qua ngưỡng cửa. A Cải A Hồng theo sát phía sau. Hai cung nữ kia muốn lên tiếng ngăn cản. Nhìn vào khí thế của ba người này, cũng không dám nói thêm lời nào, chỉ có thể lặng lẽ đi theo. Ba người Lạc Lan đi trên đường hoa viên, hai cung nữ của cung Đức Ninh theo sát phía sau. Lúc này Lạc Lan nghiêng người em hè một tiếng. A Hồng lập tức hiểu ý. Đột nhiên, cô dùng khử tay đập mạnh vào A Cải. Đâm tôi làm gì? Mắt cô bị mù à? Sao không nhìn đường? Ai bảo cô đi chậm làm gì? Đụng thì có làm sao? Cũng chẳng chết người được. Hai người bắt đầu cãi nhau như vậy. Bạn nói một lời thì tôi hét lên. Hai cô gái đi theo cũng bị họ làm cho không biết làm thế nào. Lúc thì nhìn thế này, lúc thì nhìn thế kia. Hoàn toàn không để ý rằng Lạc Lan đã biến mất. Sau một cuộc tranh cãi, hai cô gái kia đột nhiên chú ý tới Lạc Lan đã mất tích. Bọn họ hoảng sợ nhìn bốn phía, nhưng ở đâu còn có bóng người. Phải làm sao đây? Nương nương mà biết sẽ đánh chết chúng ta. Phải, nương nương bảo chúng ta trông chừng cô ta, nhưng lại không trông chừng. Phải làm thế nào bây giờ? Đi, theo chúng tôi đến chỗ nương nương nhận tội. Nếu không phải vì các người, Vương Phi cũng sẽ không đi mất. Dứt lời, hai cô gái kia mỗi người kéo theo A Hồng và A Cẩu, tức giận đi về phía Đức Ninh Cung. Sau khi đến Đức Ninh Cung, A Cải A Hồng quỳ trước mặt Thường Quý Phi, một mặt miễn cưỡng. Nói đi, cô ta đã đi đâu rồi? A Cải bĩu môi, quay mặt sang một bên không nói một lời. A Hồng cũng cúi đầu, quỳ tại chỗ không chịu nói lời nào. Thường Quý Phi thấy hai người bọn họ không nói chuyện, nâng cao giọng nói lên tiếng. Hai người các người vẫn chưa thực sự chiều mộ, chẳng lẽ muốn bổn phi đánh bảng các ngươi sao? Nghe thấy vậy, A Hồng vội vàng dập đầu cầu xin. Nương nương thả mạng, nương nương thả mạng. Chúng tôi không biết Vương Phi đang làm gì nữa. Chúng tôi thực sự không biết. A Cải cũng cúi đầu quỳ lạy. Nương nương, chúng tôi chỉ là nha hoàn. Chủ tử nói gì thì chúng tôi làm đó. Im đi, cô ta đi đâu rồi? Anh Hồng biết Thường Quý Phi bắt đầu vội vàng cắn câu rồi. Do dự một chút liền mở miệng. Cô ấy đi thanh ngự viện rồi. Nghe ba chữ này, sắc mặt Thường Quý Phi đột nhiên trở nên trắng bệch. Cô ta tới đó làm gì? Vương Phi nói, có người nghi ngờ về thân phận của cô ấy. Cô ấy phải tìm người giúp mình. Nếu không thì không giải thích được. Cho nên, cô ấy hẹn thái tử gặp mặt ở thanh ngự viện. Nghe thấy vậy, khóe miệng của Thường Quý Phi hơi nhếch lên.
Tin tức này, quả thực so với nhận được bảo vật gì còn khiến bà ta hưng phấn hơn. Từ xưa tới nay, phụ nữ gặp đàn ông, chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra. Đi, đến dưỡng tầm điện, cùng hoàng thượng trò chuyện một chút. Bà ta chuẩn bị đi bắt gian rồi. Bên này, Lạc Lan ngồi một mình trong thanh ngự viện. Lúc này, cánh cửa liền mở ra. Lạc Lan, ta đến rồi, cô có đói không? Lạc Lan khoanh tay và thận trọng nhìn Lãnh Vân. Thái tử điện hạ sao lại cẩn thận như vậy? Sợ rồi sao? Lãnh Vân nhìn thấy nữ nhân mình nghĩ cả ngày lẫn đêm đứng trước mặt, không ngừng lắc đầu. Không sợ, bổn thái tử có gì phải sợ? Người duy nhất trên thế giới này khiến bổn thái tử sợ hãi chính là Lạc Lan cô. Ta thực sự sợ ta đã yêu cô rồi. Nói xong câu này, hắn đột nhiên hướng về phía Lạc Lan bên này nhào tới. Thái tử đừng vội, tôi còn rất nhiều điều muốn nói với ngài đây. Ta không đợi được nữa, có gì để nói đâu chứ. Lạc Lan giơ tay ra hiệu cho hắn ngồi xuống. Ngài cũng biết, Lãnh Ngọc nằm liệt giường. Tôi muốn nói chuyện với hắn, hắn cũng không muốn. Vì vậy mỗi ngày tôi đều cảm thấy trống rỗng, rất muốn tìm người nói chuyện. Ngài không thể nói chuyện với tôi một lát được sao? Nhìn thấy giọng điệu của Lạc Lan có vẻ không vui, Lãnh Vân liền gật đầu. Đương nhiên là muốn, đương nhiên là muốn. Lãnh Ngọc là một người ít nói, giống như khúc gỗ trôi sông vậy, không thể nói thêm một câu với tôi. Đôi khi tôi nghĩ, người như hắn làm sao có thể làm ra chuyện đại sự được. Tính tình của hắn căn bản không thích hợp làm hoàng đế. Lúc này, vừa mới bước vào thanh ngự viện, hoàng thượng khoát tay với thường quý phi. Lông mày ông nhíu lại, từ từ đến gần căn phòng phát ra âm thanh, nghe Lạc Lan nói chuyện. Lãnh Vân có chút đắc ý mở miệng. Hắn muốn làm hoàng thượng, đợi kiếp sau đi. Nói thật cho cô biết, cái hoàng vị này, bổn thái tử nhất định phải lấy. Kẻ nào cản đường ta, thì phải chết. Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt lấp lánh của Lạc Lan. Tiếng bước chân bên ngoài khiến miệng của cô hơi nhếch lên. Điều này tôi nghĩ là đúng, chỉ là tôi cảm thấy người muốn thành tựu đại nghiệp thì phải đề phòng người bên cạnh mới được, không thể thô lỗ xông vào như Lãnh Ngọc được. Nghĩ đến việc ám sát hoàng thượng đoạt hoàng vị, thật sự đúng là ngu ngốc. Chỉ là tôi có một chuyện không rõ, 3 năm trước, sao hắn có thể hồ đồ như vậy? Nghe nói hắn bình thường không phải người như vậy. Cô nói không sai đâu, muốn thành tựu đại nghiệp thì phải loại trừ những người bất đồng chính kiến. Ta Lãnh Vân hôm nay có thể ngồi vững vị trí thái tử này, đều là ta tự mình nỗ lực trả giá đạt được. 3 năm trước, Lãnh Ngọc kia sở dĩ có thể làm ra chuyện như vậy, đều là nhờ ta cả. Lạc Lan mím miệng khinh thường nhìn hắn. Tôi không tin, nghe nói hôm đó hắn dùng kiếm chĩa thẳng vào ngực hoàng thượng, hoàng thượng suýt bị hắn giết. Và ngài nói là nhờ ngài. Ngài có khả năng đó, ngài có thể kiểm soát suy nghĩ của mọi người. Thật sự là khoe khoang. Ta không khoe khoang đâu, ta thực sự có thể kiểm soát suy nghĩ của mọi người. Năm đó, ta chỉ dùng một chai mê hồn tán cộng thêm một hộp hương, khiến Lãnh Ngọc mất đi ý chí. Nhìn ai cũng giống như dã thú hung mãnh. Hắn không rút kiếm làm tổn thương người mới lạ. Giọng hắn ta vừa dứt, cửa liền bị đá ra từ bên ngoài. Hoàng thượng sắc mặt trắng bệch giận dữ chỉ vào Lãnh Vân. Ngươi, hóa ra là ngươi. Hóa ra mọi thứ đều do ngươi làm. Nhìn thấy cảnh này, Lãnh Vân một trận ớn lạnh, nhanh chóng quỳ trên mặt đất. Phụ hoàng, nhi thần sai rồi, nhi thần tội đáng chết. Phụ hoàng tha mạng, phụ hoàng tha mạng. Hoàng thượng khó có thể kiềm chế cơn giận trong lòng. Ông nhìn Lãnh Vân, hàm răng nghiến vào nhau ken két. Thương quý phi càng là vẻ mặt không thể tin được. Vốn là bà ta muốn hoàng thượng đến bắt đôi cầu nam nữ này, tận dụng cơ hội để loại bỏ chúng. Nhưng tại sao mọi thứ lại như thế này? Thủy Lạc Lan đứng sau lưng thái tử, có thêm chút yên bình giữa đôi lông mày. Chỉ cần có thể xóa tội cho Lãnh Ngọc, cô không quan tâm hoàng thượng xử lý cô thế nào. Nhưng mà hoàng thượng đột nhiên hét lên với người phía sau, đem thái tử Lãnh Vân trói lại, đưa đến phòng hình sự, đem Thủy Lạc Lan nhốt lại chờ xét xử. Để lại câu này, ông hung hăng nhìn Lãnh Vân và Thủy Lạc Lan một cái, vẫy tay áo giận dữ bỏ đi. Tất cả đều kết thúc rồi, Lãnh Ngọc an toàn rồi, Lạc Lan cũng yên lòng. Sau khi trở về, hoàng thượng cả đêm không ngủ, nhớ tới 3 năm này để cho Lãnh Ngọc vô cớ gánh chịu 3 năm tiếng xấu. Trái tim ông đau như dao đâm. Ông muốn trả lại tháng ngày trong sạch cho Lãnh Ngọc và muốn xin lỗi hắn. Nghĩ đến đây, ông nói với Lưu Công Công đứng ở một bên. Lưu Hy, nữ nhân đó đang ở đâu? Đưa chậm đi gặp cô ta. Hoàng thượng, Thủy Lạc Lan bị nhốt ở Thanh Hương Viên. Đi đến Thanh Hương Viên. Khi hoàng thượng đến, Lạc Lan đang ngồi trước bàn nhìn chằm chằm. Hoàng thượng tốt lành. Thủy Lạc Lan, đêm qua có phải là cô cố ý không? Lời nói của hoàng thượng khiến Lạc Lan một trận ngạc nhiên. Lạc Lan không hiểu ý của hoàng thượng là gì. Người nghĩ người trời chút thông minh thì chậm sẽ không biết sao? Chấm đã tra ra, trước tiên ngươi làm cho thường quý phi nghi ngờ ngươi, sau đó dẫn chấm đến thanh ngự viện, rồi dụ dỗ thái tử nói ra chuyện năm đó mưu hại Ngọc Nhi. Tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của ngươi, có phải hay không? Phải, lời của hoàng thượng rất đúng, là Lạc Lan đã sắp xếp mọi chuyện. Thần không thể để cho Lãnh Ngọc đời này mang theo danh tiếng xấu.
hắn không nên bị hiểu lầm. Hắn bị người ta hãm hại, nên được minh bạch với thiên hạ. Vì vậy người đã lợi dụng trẫm, lợi dụng thường quý phi, lợi dụng thái tử, người đây đúng là một mũi tên ba chim. Hoàng thượng nói không đúng, Lạc Lan không có lợi dụng ai cả. Thái tử đối với thần có tâm, thường quý phi đối với thần có cảnh giác. Mà hoàng thượng, ngài không có lòng tin vào những chuyện trong hậu cung. Vì vậy, tình cờ đã hoàn thành chuyện cho Lạc Lan, cũng làm rõ cho Lãnh Ngọc. Nghe lời cô nói vậy, chân mày của hoàng thượng nhăn lại với nhau. Lời nói của cô không phải không có lý, chuyện này ảnh hưởng rất lớn. Trẫm lập tức sẽ hạ lệnh, phục hồi danh dự cho Lãnh Ngọc, trả lại trong sạch, khôi phục thân phận Ngọc Vương gia của nó. Nhưng cô đã kết hôn, lại không trung thành với chồng mình, lại đu hù hì với thái tử. Tội này dù sâu đến đâu, người cũng không thích hợp để ở lại hoàng gia nữa. Lời nói của hoàng thượng khiến Lạc Lan đột nhiên cảm thấy khinh thường. Ý trong lời nói của ông, rõ ràng là đang ép mình rời khỏi Lãnh Ngọc, rời khỏi Ngọc Vương phủ. Nhưng lúc này, cô biết mình không thể đối đầu với hoàng thượng. Thế là, cô nhẹ nhàng gật đầu. Thủy Lạc Lan vốn không nên gả vào hoàng gia, Lãnh Ngọc trước đây không ai chăm sóc, Lạc Lan mới có hứng thú đến bên cạnh hắn hầu hạ. Hiện tại hắn đã khôi phục thân phận Ngọc Vương gia, thần cũng không có ý định ở lại với hắn nữa, cho nên thần chọn rời đi. Hoàng thượng thấy cô nói dễ dàng như vậy thở dài một hơi. Được, nếu đã như vậy, ngươi cũng không cần phải quay về Ngọc Vương phủ nói lời tạm biệt với Ngọc Nhi nữa. Mang theo bạc rồi đi đi. Và, ngươi không thể ở lại kinh thành. Nghe thấy vậy, Lạc Lan khóe miệng giật giật. Hoàng thượng còn chưa biết Lãnh Ngọc đã đi Ninh Quốc Thảo. Cô vừa vặn có thể ra ngoài thành đi cùng Lãnh Ngọc. Lưu Hy, đem cho cô ta 1.000 lạng bạc. Người đích thân đưa cô ta ra khỏi kinh thành. Tạ hoàng thượng, Lạc Lan cáo lui. Sau khi Lạc Lan đi, hoàng đế ra lệnh cho cận vệ Lưu Vi. Thì Lạc Lan này không giữ lại được. Ngươi có hiểu không? Vi thần hiểu rồi, thần sẽ đi làm ngay.